Kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Ngay bây giờ Tấn sẽ quay một cái căn nhà giá rẻ bất ngờ luôn. Nhà lầu nè, được chủ tặng nội thất nè, nhà mặt tiền đường nhựa luôn, đất là thổ cư 100% luôn. Mà giá bán của căn nhà này á là có 1.300.000.000 thôi. Địa chỉ ở đây là giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Ở đây là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cái vị trí này là cách chợ Đức Hòa là có 4 cây số, gần rất nhiều khu công nghiệp lớn luôn. Thì ở Đức Hòa nhiều khu công nghiệp dữ lắm, lớn nhất là khu công nghiệp Tân Đức nè, rồi ở đây là gần khu du lịch làng cổ Phước Lộc Thọ, gần trường đại học Tân Tạo. Từ đây mà vô tới ranh giới của thành phố Hồ Chí Minh á, là có 10 cây số thôi anh chị. Đi quốc lộ 1A là vô thành phố Hồ Chí Minh á, quốc lộ 1A là có 21 cây thôi. Vô sân bay Tân Sơn Nhất 30 cây, đi chợ Bến Thành quận 1 là có 35 cây số thôi. Đó, căn nhà này nè là xây năm 2022, tức là mới xây có 1 năm thôi. Chủ nhà mới ở có mấy tháng thôi. Thì bây giờ anh chị chủ nhà là Việt Kiều Mỹ, bây giờ bán căn nhà này để qua Mỹ định cư, cho nên là tặng lại nội thất. Nội thất rất là giá trị luôn nha, như cái tivi này là tới 65 inch lận nhà nè anh chị. Rồi tặng máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế đồ này kia, nói chung là có nhiều tặng hết luôn. Anh chị là nói chung là để qua Mỹ định cư, mà qua Mỹ thì đâu có cần mang cái gì theo đâu. Cho nên là chiếc đi lăng nè, đi lăng 150 bán luôn giá 15 triệu. Và có chiếc Toyota Vios xe 4 chỗ anh chị, bán luôn giá 500 triệu. Chút mình quay luôn cho anh chị coi. Rồi bây giờ mình sẽ quay hình ảnh thực tế của căn nhà 1.300.000.000 này để cô chú anh chị và các bạn xem nha. Xin mời. Đây anh chị, bây giờ Tấn sẽ quay hình ảnh chi tiết của căn nhà này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Nhà lầu nha anh chị, một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 toilet, mặt tiền đường nhựa luôn nè anh chị ơi. Đây anh chị coi khu vực này á, nhà cửa rất là đông luôn, liền kề nhau luôn nha anh chị. Ở đây gọi là khu dân cư Hữu Thạnh 4, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhà lầu không nha anh chị. Đây, căn nhà đang cần bán là căn này ha. Rồi, cái xe Toyota Vios 4 chỗ của anh Tuấn chủ nhà đó, là chiếc này nè. Anh bán luôn 500 triệu. Còn chiếc đi lăng trong nhà, đi lăng 150 nha, giá là 15 triệu. Đó, ai muốn mua thì anh bán luôn. Nhà này là kế bên ngã ba nè anh chị, từ đường tỉnh lộ 824 vô tới đây á là 800 m. Đây, chỗ này cách khu du lịch làng cổ Phước Lộc Thọ cũng 800 m thôi. Ở đây là gần cầu Đức Hòa nha anh chị, cách cầu Đức Hòa là khoảng cây số. Đây anh chị thấy máy bay đang bay luôn kìa. Từ đây vô sân bay Tân Sơn Nhất là 30 cây nha. Đây sử dụng nước máy luôn nha anh chị. Rồi anh chị coi đối diện nè, đối diện là những cái dãy nhà. Đó, phía bên kia là có một dãy ha, bên đây một dãy nè, và bên trong là rất nhiều căn luôn nha anh chị. Anh Tuấn chủ nhà nấy khu vực này nè là tới 1.700 căn, 1.600 căn gì lận, rất là nhiều nhà luôn. Mà nhà ở phía trong á, thì nhà nhỏ nhỏ thôi, là chiều ngang 3 m, chiều dài 6 m. Đó là những cái nhà ở phía trong ha. Còn căn nhà đang cần bán, cái diện tích là 60 m², đất thổ cư 100%. Căn nhà đang cần bán là chiều ngang 5 m, chiều dài 12 m. Nhà này hướng Tây có lệch Bắc chút xíu nha anh chị. Đây 5 x 12, hướng Tây có lệch Bắc chút xíu. Tổng diện tích là 60 m² thổ cư. Căn nhà này được anh Tuấn bán với giá là 1.300.000.000. Hiện tại á là sổ chung nha anh chị, và được cấp một tờ sổ riêng gọi là sổ xanh á. Thì sổ chung là gồm có 3 căn nha. 1 căn nè, 2 căn nè, và cái căn sau lưng căn này nữa là 3 căn, hiện tại là chung một tờ sổ hồng. Còn những căn bên cạnh là đã tách sổ rồi nha anh chị. Đây vô coi căn nhà 1.300.000.000. Cổng rồi nè anh chị.
Đây mấy tre nè. Đó, lúc mình tới á, là anh Tuấn ảnh đậu chiếc 4 chỗ của ảnh là vô bên trong phòng khách luôn. Ngay phía trước tivi nè, là chỗ này nè, ảnh đậu chiếc 4 chỗ đây ha. Chứ bình thường chỗ này là để cái bộ ghế sofa nha anh chị. Đó, ghế sofa đó. Thì do là ảnh để xe cho nên là ảnh dời ghế sofa qua bên. Với lại mấy cái ghế ảnh để trên lầu nữa. Đó, là xe 4 chỗ chạy vô nhà đậu được luôn nha. Đi ra hướng này 800m là tỉnh lộ 824 nha anh chị. Rồi đường này đường thông luôn, đi ra hướng này cũng được luôn. Ra hướng này là ra chợ, ra hướng cầu Đức Hòa nè. Đó, đường thông. Nhà đối diện là một căn nhà màu hồng ha. Rồi thì ở đây á, căn nhà này nè, là anh Tuấn chủ nhà, ảnh có lắp máy nước nóng lạnh. Rồi máy lọc nước. Đó, máy lọc nước để sử dụng, nấu ăn đồ này kia đó anh chị. Đây, hệ thống lọc nước nè. Đó, nước máy nha, sử dụng nước máy mà ảnh lắp thêm cái hệ thống lọc nước nữa. Cửa là cửa nhôm Sinpha kính cường lực. Rồi phía trước đây ảnh có lắp hai cái đèn năng lượng mặt trời nè anh chị. Đó, lắp hai bên, buổi tối là sáng trưng luôn. Đèn này tự động ha, cứ tối là sáng thôi. Có remote điều khiển luôn. Đó, thì xe 4 chỗ là chạy vô trong phòng khách giống như anh Tuấn đang sử dụng ha. Cái tivi này là tivi thông minh hiệu Xiaomi nha anh chị. Tivi hiệu Xiaomi giống như cái điện thoại vậy đó. Rồi hệ thống điện, internet, wifi đầy đủ. Đây, vợ chồng anh Tuấn nè. Vợ chồng anh Tuấn là Việt Kiều Mỹ nha. Bây giờ bán căn nhà này để qua Mỹ định cư, cho nên là để lại nội thất hết luôn. Chỉ có bàn thờ ông địa với lại bàn thờ tổ tiên là mang đi thôi, còn lại là tặng cho anh chị ha. Chiếc đi lăng 15 triệu. Rồi từ trong phòng khách nhìn ra ngoài sân nè anh chị em. Diện tích là chiều ngang 5m, chiều dài 12m ha. Trần trên là trần thạch cao. Lầu này là đổ đúc luôn nha anh chị. Nhà này là xây có 1 năm thôi, là mới xây năm 2022 nè. Anh Tuấn với lại bà xã ảnh là mới ở có mấy tháng à, cho nên nhà như mới. Ở tầng trệt á thì không có phòng ngủ, nhưng mà có bếp, có toilet, nhà tắm. Rồi, những vật dụng này tặng cho anh chị nha. Chỉ ảnh chỉ mang đi là bàn thờ ông địa và bàn thờ tổ tiên thôi. Máy quạt hay máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt này kia là tặng cho anh chị luôn. Đây cầu thang nè anh chị. Chút mình sẽ quay sau. Máy giặt nè, máy giặt lồng ngang hiệu LG 9kg nè. Máy giặt rất là đẹp luôn ha, rất là mới luôn, tại vì mới xài có mấy tháng mà. Rồi khu vực bếp nè, chỗ này gọn hơn luôn anh chị ơi, mặt bếp đá hoa cương. Học tủ gỗ nè, cái này là gỗ luôn nha. Rồi trên cũng gỗ luôn. Đó. Bếp nè anh chị, bếp hiệu Kangaroo nha. Bồn rửa chén nè, chỗ để chén rồi nè. Tủ lạnh hiệu Toshiba nè anh chị em. Rồi có cái lo karaoke nữa kìa. Đó. Đây là bàn thờ ông Táo. Rồi ngay bên cạnh chân cầu thang là toilet ha. Nhà tắm toilet của tầng trệt. Đó, còn mới sạch sẽ, có hệ thống nước nóng lạnh nha anh chị em. Cửa nhôm kính mờ nè. Rồi cầu thang. Cầu thang á thì bậc thang là đá hoa cương, tay vịn là bằng gỗ. Vị trí Google Maps của căn nhà thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả của video này nha. Nếu cô chú anh chị bạn có nhà đất đang cần bán ở khắp mọi miền tổ quốc thì kết bạn Zalo số điện thoại trên màn hình đó, góc trên màn hình, gặp Tấn tới quay nha. Tấn quay là không có ăn phần trăm hoa hồng, chỉ thu cái phí quảng cáo thôi. Phí quảng cáo rất là rẻ nha anh chị em, đảm bảo rẻ luôn. Nếu cô chú anh chị bạn thích video này thì bấm thích và bấm đăng ký kênh Nhà Đất Việt Nam nha. Cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ Tấn.
Đây, từ trên lầu nhìn xuống. Cái đèn cầu thang này là công tắc hai chiều luôn nha anh chị. Ở trên lầu bật được, tắt được, ở dưới cũng bật được, tắt được luôn. Rồi, vừa lên thì ngay chỗ này là toilet trên lầu nè anh chị. Đó. Nhà tắm, toilet. Có dán gạch men rồi luôn ha. Và sẽ có hai phòng ngủ nha, một phòng ngủ phía trong và một phòng ngủ mặt tiền phía ngoài có lan can luôn. Đây, phòng ngủ phía trong nè, cửa gỗ nè. Đó, cái ghế sofa này ở dưới ảnh dời lên đây để cho nó rộng chỗ để xe 4 chỗ đó. Rồi, phòng ngủ bên đây thì ảnh chỉ không có sử dụng. Đó, cho nên là để đồ thôi. Máy lạnh. Trần la phong, có cửa sổ nha chị, cửa sổ là mở ra ngay chỗ cái cầu thang đó. Này, cửa gỗ dày luôn nè. Giá bán 1 tỷ 300 triệu. 1 tỷ 300 triệu nha bà con ơi. Địa chỉ là ấp 2, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cách chợ Đức Hòa là có 4 cây số thôi. Cách tỉnh lộ 10 cũng có 4 cây thôi nha anh chị. Tỉnh lộ 10 là dẫn thẳng vô thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì từ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh đi tới nhà là sẽ có nhiều hướng nha. Hướng từ Hóc Môn đi qua hoặc là hướng từ Tân Tạo, Lê Minh Xuân đi qua nha anh chị. Đi tỉnh lộ 10 cũng được, cầu Kinh Sáng rồi đó. Cái tivi trên đây là 43 inch nè, còn tivi phòng khách dưới là tới 65 inch lận. Đó, hai phòng ngủ đều có máy lạnh hết ha. Thì cái phòng này đẹp nhất, rộng nhất luôn nha anh chị. Có cửa sổ bên hông nè. Đây, đứng ngay bên hông thì anh chị sẽ thấy dãy nhà liền kề. Đó. Ở đây là ảnh có làm thêm cái khung sắt nè anh chị, có ổ khóa đồ luôn, rồi có rèm cửa đồ luôn ha. Có cửa sổ phía trước cũng có rèm cửa nè. Rồi hành lang, cái lan can bên ngoài. Thì này ảnh có bọc lại. Này là để chống côn trùng đó anh chị. Đó, mấy con côn trùng đó hạn chế nó bay vô nhà ha. Đây ảnh có trồng lan đâu nè. Cửa nhôm sinh pha nha anh chị, cửa rất là dày luôn. Đó, thì cái hành lang này đóng mở cửa được nè anh chị, nó không có bị vướng nha nè. Đó, nó dư răng khúc nè, đâu có bị vướng gì đâu. Rồi đối diện thì anh chị thấy dãy nhà quá chừng luôn. Ảnh nói ở đây là tới ngàn mấy, gần 2.000 căn lận á. Đó, những nhà đó đều có nước nóng lạnh. Máy nước nóng lạnh để trên nóc nhà đó anh chị. Rồi 1 tỷ 300 triệu nha. Nhà này á thì sổ hồng chung hiện tại là 3 căn liền kề chung một tờ sổ hồng. Và bên cái đơn vị xây dựng á, người ta cấp cho mỗi căn một tờ sổ gọi là tờ sổ xanh. Đó. Rồi, mình sẽ đi xuống dưới mình quay cái tờ sổ xanh này cho anh chị coi nè. Nếu anh chị và bạn thích video này, bấm đăng ký kênh Nhà đất Việt Nam để ủng hộ Tấn nha. Đây, tờ sổ xanh nè anh chị. Ồ, cái tivi Xiaomi 65 inch coi phim rất là đã luôn nha. Hình bên tay trái là anh Tuấn, còn bên tay phải là vợ chồng ảnh nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Rồi, đây là cái tờ sổ nè anh chị. Cái bìa màu xanh cho nên gọi là sổ xanh. Đây, cái tên khu vực ở đây ha. Là nhà phố Hữu Thạnh 4. Ở đây là xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì cái căn nãy giờ mình quay có cái tên là căn L3 nè. Khu nhà phố Hữu Thạnh 4 nè, căn L3 nè. 60 mét vuông, tức là 5 nhân 12 đó anh chị. Thiết kế là một trệt một lầu có sân nè. Địa chỉ là ấp 2 Hữu Thạnh nè. Mục đích là dùng để ở. Năm hoàn thành là 2022. Đó. Đất ở đây á là đất ở tại nông thôn, tức là thổ cư 100%. Rồi để mình quay thêm cái tờ sổ hồng chung cho anh chị coi luôn nha. Thì đây là cái sơ đồ đất trên sổ hồng.
sổ hồng chung nha. Anh Tuấn ảnh chụp cái hình này là lúc còn 5 căn chung một sổ nè anh chị. Bây giờ đã có 2 căn tách ra rồi. Đó, sổ hồng hiện tại là có 3 căn nha. Địa chỉ là ấp 2, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nè. Đó anh chị xem, diện tích đất ở đây là thổ cư 100% luôn. Đất ở tại nông thôn nha anh chị. Để mua căn nhà này với giá 1 tỷ 3 thì anh chị và các bạn liên hệ gặp trực tiếp chủ nhà luôn, đó là anh Tuấn, Việt Kiều Mỹ. Số điện thoại của anh Tuấn là 0703 545 985. 0703 545 985. 0703 545 985. Và một số nữa nè. 0976 988 372. 0976 988 372. 0976 988 372. Gặp anh Tuấn, Việt Kiều Mỹ. Rồi, định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả. Còn bây giờ Tấn sẽ quay những cái tiện ích xung quanh đây và đường đi vô nhà. Mình sẽ quay ngay khu vực chợ Đức Hòa rồi nè anh chị. Rồi đi ngang khu công nghiệp Tân Đức, quẹo vô đây, đó là đường tỉnh lộ 824 đó. Rồi mình sẽ quay thêm khu du lịch làng cổ Phước Lộc Thọ, trường Đại học Tân Tạo và cái chợ ở ngoài ngã ba cầu Đức Hòa nè anh chị. Đó, quay cho anh chị coi nha. Xin mời anh chị. Anh chị ơi, đây là đường tỉnh lộ 824 đi ngang qua thị trấn Đức Hòa. Cái hướng mình đang đi là từ Hóc Môn đi tới nha anh chị. Cái chỗ này cách ngã ba dòng Hóc Môn á là 15 cây nè. Đó, từ Hóc Môn đi tới theo đường tỉnh lộ 824 thì chúng ta sẽ đi ngang qua trung tâm của thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An ha. Đường xá, xe cộ đông đúc cực kỳ luôn nha anh chị em. Anh chị xem đường ở đây rất là đẹp và xe rất là đông. Tại vì cái khúc này là giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh nè. Vừa giáp ranh Hóc Môn, vừa giáp ranh Bình Tân, vừa giáp ranh với Bình Chánh nữa. Đó, xe rất là đông luôn. Đường xá ngay khúc này giống như là ở Sài Gòn vậy đó anh chị. Thì ngay cái ngã ba này bên phía tay trái là đường tỉnh lộ 10 đó anh chị. Đây, quẹo trái là đường tỉnh lộ 10 đó. Nó quẹo vô chừng mấy cây số là tới địa phận thành phố Hồ Chí Minh đây. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục đi thẳng theo đường tỉnh lộ 782. Đi ngang qua chợ Đức Hòa nha. Từ ngay khúc này đi tới nhà là khoảng 5 cây nè anh chị. Còn từ chợ đi tới nhà là khoảng 4 cây rưỡi thôi. Mình quay cái đoạn đường đi này thì mình sẽ tua nhanh lên để đỡ mất thời gian của anh chị ha. Anh chị xem khu đô thị ở thị trấn Đức Hòa nè, nhà bây giờ toàn nhà lầu không nha anh chị em. Tiện ích rất là nhiều luôn. Đi khúc này giống như đi ở thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Nó nếu đi thẳng là vô nhà lồng chợ Đức Hòa đó anh chị. Đi thẳng là vô chợ Đức Hòa. Còn chúng ta đi cái nhánh bên tay trái vẫn tiếp tục theo đường tỉnh lộ 824 nè. Đi thẳng theo đường bự ha. Chạy thẳng cái đường này qua khu công nghiệp Tân Đức thì chúng ta quẹo phải vô nhà. Định vị Google Maps thì Tấn có ghim cái đường link để trong phần mô tả đó. Rồi cái khúc này tăng tốc lên cho nhanh ha, đỡ mất thời gian xem của anh chị nè. Vị trí là có sẵn rồi. Điện máy xanh thế giới di động khúc này rất là nhiều luôn nha anh chị. Chợ rồi tiện ích, kinh doanh buôn bán đầy đủ luôn. Khúc Đức Hòa này là rất nhiều khu công nghiệp nha anh chị. Nếu mà kể tên thì không nhớ hết để kể đâu. Nhiều khu công nghiệp vậy lắm. Cho nên là mật độ dân cư ở khúc này rất là đông luôn. Cái khúc Đức Hòa Long An này bây giờ mình thấy là ngang ngửa với lại Hóc Môn hay là Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị bạn. Rồi đây chúng ta đi qua một cây cầu nè. Qua cây cầu thì sẽ tới khu công nghiệp Tân Đức bên phía tay trái. Khu công nghiệp này rất là lớn luôn anh chị em. Đây là ngay cổng khu công nghiệp nè. Đó, khu công nghiệp Tân Đức nha. Rất là nhiều công ty trong đây luôn. Cho nên là anh chị em công nhân làm việc ở khu vực này rất là đông nha anh chị. Rồi chúng ta đi thẳng khoảng mấy trăm mét nữa là chúng ta sẽ quẹo phải nha.
tua nhanh lên để đỡ mất thời gian của anh chị nè. Đường này là tỉnh lộ 824. Đi thẳng hướng này là đi tới khu du lịch làng cổ Phước Lộc Thọ đó anh chị. Rồi đi hướng về cầu Đức Hòa, đi Bến Lức là đi hướng này ha. Đi thành phố Tân An hướng này luôn. Đó, nhà cửa dân cư rất là đông nha. Bây giờ mình sẽ tới cái đường quẹo phải vô nhà nè chị ơi. Đây, chạy chậm chậm lại cho anh chị coi. Nhớ cái đường vô nhà nha. Kế bên là có quầy thuốc tây nè. Rồi, ngay chỗ này quẹo phải. Còn đi thẳng là khu du lịch làng cổ Phước Lộc Thọ. Chúng mình sẽ quay cho anh chị coi ha. Đây, quẹo vô cái đường. Đường này nè anh chị. Đó, chạy vô cỡ chừng mấy trăm mét thôi. Ngay chỗ chốt dân phòng đó thì chúng ta rẽ trái. Đây anh chị nhớ là chúng ta sẽ đi ngang cái nhà nghỉ nè. Nhà nghỉ Khánh Ngân nè. Đó, thấy nhà nghỉ Khánh Ngân là đúng đường vô rồi đó. Chạy khúc này khoảng 300 mét nha anh chị. Rồi, tới ngay chỗ này là mình sẽ quẹo trái. Đó, nghe bảng quầy thuốc tây nè, có chốt dân phòng nè. Đó, là quẹo trái. Quẹo trái theo đường nhựa nha anh chị em. Quẹo trái trước mặt chốt dân phòng luôn nha. Đây anh chị thấy bên phía tây trái là dãy nhà người ta xây liền kề nè. Đó, giống như trong chỗ khu nhà anh Tuấn đang bán đó. Rồi, tiếp tục chạy thẳng vô theo đường nhựa này. Từ đây vô nhà còn mấy trăm mét nữa anh chị. Chắc khoảng 700 mét nữa đó. Nếu cô chú anh chị bạn thích video clip này, nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh Nhà Đất Việt Nam nha. Tấn quay video như thế này là chỉ thu cái phí quảng cáo đăng clip thôi, chứ không có ăn phần trăm hoa hồng nha. Nên cô chú anh chị nào có nhà đất đang cần bán, giấy tờ pháp lý rõ ràng á, liên hệ Tấn để quay ha. Rồi, tới ngay chỗ này cà phê mọc nè, rẽ trái. Rẽ trái theo đường nhựa. Chạy khoảng chừng 250 mét nữa là tới nhà bên tay trái luôn. Đó, cái khúc này thì người ta xây dãy nhà liền kề rất là nhiều luôn nha anh chị. Gần 2.000 căn nhà trong khu này nè. Đó, nhà liền kề với nhau luôn. Căn nhà của anh Tuấn là kế bên cái bản tạp hóa màu vàng nè. Đó, hàng xóm tao bán tạp hóa. Rồi trà sữa đâu nữa nè anh chị. Đó, nhà liền kề rất là nhiều. Đi thẳng đường này là ra đường thông luôn nha. Ra hướng cầu Đức Hòa đó anh chị. Rồi căn nhà của anh Tuấn là căn nhà này. Đó, bây giờ ảnh đang chạy cái chiếc xe 4 chỗ, ảnh vô nhà luôn kìa anh chị. Đó, anh chị thấy không? Xe 4 chỗ là chạy đậu trong phòng khách luôn. Rồi, anh chị muốn mua căn nhà này 1 tỷ 3 là liên hệ trực tiếp gặp anh Tuấn nha. Không có qua trung gian. Nhà kế bên ngã ba, ở phía sau là có dãy nhà nữa nha anh chị. Rồi, quay trở lại đường tỉnh lộ 824 nè, mình sẽ chạy xích tới cho anh chị xem thêm là khu du lịch làng cổ Phước Lộc Thọ với lại cái chợ đằng đây nha. Rồi trường Đại học Tân Tạo luôn nha anh chị. Chỗ này là sát bên trường Đại học Tân Tạo luôn. Rồi khu du lịch làng cổ Phước Lộc Thọ là bên phía tay phải nè anh chị em. Có cái cổng rất là đẹp luôn. Đó, nhưng mà mình quay và nó bị khuất cái cổng rồi. Đó, cái cổng đẹp lắm. Cái khu du lịch này nổi tiếng ở khúc này á anh chị các bạn. Cho nên là anh chị nếu mà không biết đường đi hay là không biết xem Google á, thì hỏi thăm ta làng cổ Phước Lộc Thọ ở đâu ha. Rồi bên phía tay trái là cổng trường Đại học Tân Tạo. Đó, cổng trường rất là hoành tráng luôn. Nhìn giống như nước ngoài vậy đó anh chị. Xe cộ qua lại cái đường tỉnh lộ 824 này là rất là nhiều luôn.
Rồi tới phía trước là ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè. Quẹo trái là đi về hướng Bến Lức, thành phố Tân An. Còn quẹo phải là có cái chợ, có cái trường học ngay chỗ này nè anh chị, có Bách Hóa Xanh luôn. Đây, trường học bên phải nè. Trường cấp 2 ha. Rồi Bách Hóa Xanh nè. Đó, đi qua cây cầu ở phía trước khoảng 500 m nữa là tới cầu Đức Hòa nha.